Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt anh chị em mình thực hiện tại Nhật Bản. Và hôm nay mình vào cái tiệm mình thì thanh toán được mấy món đồ. Ngay bây giờ thì mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Trước mắt anh chị em là một chiếc máy rửa bát của hiệu Panasonic. Cái này thì trong tình trạng rất là đẹp nhé. Bây giờ mình quay chi tiết. Và bác nào quan tâm thì chụp lại nhé. Chiếc này về tay là 12 triệu. 12 triệu là đường bay anh chị em nhé. Đường biển là 10 triệu. Đường bay thì khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng, và đường biển thì khoảng 2 tháng. Đây là một chiếc máy rửa bát được sản xuất năm 2020. Trong tình trạng là rất đẹp anh chị em nhé, đẹp gần như mới. Anh chị em có thể quan sát ngoại thất và nội thất của nó. Cái này thì sử dụng điện 100V. Điện 100V nhé, đây là dây đường dẫn của đường nước thải này. Đường cấp thoát nước đầy đủ anh chị em nhé. Đường cấp thoát nước đầy đủ, trong tình trạng là còn nguyên bảo hành của Nhật. Và cái kích thước của nó thì cũng rất vừa vặn, và kiểu dáng của nó thì rất là thời trang và hiện đại. Hai các bác có thể quan sát. Với một cái thiết kế lắp kép 2 tầng, đóng mở rất là thuận tiện, và 2 tầng rửa anh chị em nhé. Dưới đây thì có một đường cấp này, về anh em chỉ cấp nước, cấp điện là máy hoạt động trơn tru. Đấy. Tầng trên thì anh em có thể để những cái vật mỏng như là thìa, dĩa, dao muỗng. Đây là hình ảnh giấy tờ người ta demo sẵn và hướng dẫn sử dụng như chị em nhé. Đơn giản và gọn nhẹ. Một chiếc máy hầu như sử dụng qua 1-2 lần anh chị em nhé. Giá chiếc này về tay là 12 triệu đường bay. Đường biển là 10 triệu. Đây các bác có thể quan sát này. Bên trong nội thất thì nguyên sáng trắng. Máy rửa rất sạch và chạy rất êm, vô cùng tiết kiệm nước anh chị em nhé. Một chiếc máy rửa bát với thông số kỹ thuật, các số đo của nó thì bây giờ mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo để anh em dễ bề trong việc kê kích và lắp đặt. Thường thường cái máy này chiều ngang của nó khoảng 55cm và chiều cao nó khoảng 60. Cái này thì mình bán rất là nhiều và đo rất là nhiều, thế nên mình nhớ được cái số đo của nó nhé. Chiều ngang là 55 và chiều cao là 60cm. Các bác quan tâm đến sản phẩm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo đang hiển thị trên màn hình anh chị em, là cả số Việt Nam, nên các bác rất dễ bề trong việc mua sắm. Bác nào không biết cách kết nối số tại Nhật có thể gọi trực tiếp qua số tại Việt Nam để được hỗ trợ 24/7. Cứ tiếp và liên tục chương trình, trước mắt anh chị em là một cái máy hút ẩm, lọc không khí và làm lạnh. Cái này thì có 3 chức năng anh chị em nhé, 3 đến 4 chức năng. Cái này làm lạnh, cái này hút ẩm, và cái này là lọc không khí. Ngoài ra anh em có thể sấy quần áo và những mùa nồm ẩm. Đây đặc biệt là cái tính năng hút ẩm của nó nhé, hút ẩm rất là tốt luôn. Bây giờ sắp bước vào giai đoạn nồm ẩm tại khu vực phía Bắc, nên anh em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Đây là cái khay nước này. Cái khay này thì hút ẩm lại sẽ chứa nước vào đây, và chạy máy lạnh nó cũng hút vào đấy. Cái này thì được sản xuất năm 2018. Giá chiếc này về tay là 6 triệu nhé. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại. Sản xuất năm 2018, điện 100V. Lưu lượng hút là lên đến 10 lít trên ngày nhé. Hút ẩm 10 lít trên ngày, nên bao được cả phòng khoảng 5-70m2, rất là khô và sạch sẽ. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang cái hành lang đây thì mình vừa thanh toán ngay được một chiếc máy. Con này là con chuyên hút ẩm và sấy quần áo anh chị em nhé. Một máy chuyên dùng để hút ẩm và sấy quần áo. Con này thì thuộc dòng hút ẩm cao cấp của Nhật Bản, cũng là hiệu Corona. Và cái thiết kế của nó thì nhìn rất là bắt mắt anh chị em nhé. Bắt mắt và rất đẹp. Độ hoàn thiện của nó thì rất là cao. Tính năng của nó là chuyên hút ẩm và sấy quần áo. Đây là cái khay để chứa nước anh chị em nhé. Khay để chứa nước. Mỗi khi hút ẩm thì nước sẽ chứa vào đây. Và đây là một trong những chiếc máy rất đẹp, các bác có thể quan sát. Đẹp kể về nội dung lẫn hình thức. Máy hút ẩm chuyên dụng và máy sấy quần áo anh em nhé. Nhất là mùa nồm ẩm ở khu vực phía Bắc. Thì đây là một chiếc máy rất là tuyệt vời, sản xuất tại Nhật năm 2020. Hàng đẹp không tì vết anh em nhé. Giá chiếc này về tay là 7.500.000. 7.500.000 là giá về tay. Điện 100V. Cái này thì
đẹp cả hình thức lẫn nội dung, có một quai sách trong tình trạng là đẹp không tí vết, hàng xài lướt. Cái kích thước của chiếc máy này thì các bác có thể quan sát, nó là chiều 55cm anh chị nhé. Chiều cao là 55cm và chiều ngang là 36cm. Tính năng của nó là chuyên dùng để hút ẩm và sấy quần áo. Có một quai sách và tất cả các phím chức năng thì rất là dễ sử dụng thôi. Đây là cánh gió ra để sấy quần áo này. Mùa nồm ấm thì đây là một con máy đặc trị và kiểu dáng của nó cũng rất là đẹp. 7.500.000 là giá về tay nhé. Một chiếc duy nhất. Bác nào yêu thích thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo, khoảng 10 ngày các bác sẽ nhận được hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình sau đây thì có rất là nhiều đồng hồ, túi ví và túi sách. Trước mắt anh chị em là một chiếc cặp táp dành cho nam, dành cho bác nào hay đi công tác hay di chuyển, hoặc các bác nào lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Đây là một cái táp da của nó này. Da các bác có thể quan sát này. Một cái da, chất liệu da rất là đẹp luôn. Hàng hầu như là chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hầu như chưa qua sử dụng. Một cái size rất là lớn và đẹp. Đấy, các bác có thể quan sát này. Độ hoàn thiện thì rất là phẳng phiu, đẹp trong tình trạng hầu như chưa qua sử dụng. Giá về tay rất tốt để các bác mua sắm nhé. 3.900.000 đồng là giá về tay. Đấy, các bác có thể quan sát này. Cái size của nó thì rất là rộng rãi. Các bác có thể quan sát. Size là 45 nhé. Một chiều là 45 nhân với lại 32cm. 45 nhân 32. Bác nào hay đi công tác thì đây là một chiếc táp có thể đựng được vài bộ quần áo và tài liệu giấy tờ. Khóa con này thì khóa số cho em nhé. Đang để mặc định là 3 số 0. Hàng có đẹp có mới không thì các bác nhìn cái bộ khóa con này thì biết nhé. Đẹp không tí vết. Đấy, các bác có thể quan sát. 3.900.000 là giá về tay. Bác nào hữu duyên xem sớm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Có một chiếc duy nhất. Bên trong được ốp nhung nỉ, đẹp và sạch, hầu như chưa qua sử dụng. Có những ngăn để tài liệu, bút, điện thoại. Rất là nhiều ngăn để các bác lưu trữ nhé. Một trong những chiếc táp rất đẹp. 3.900.000 là giá về tay nhé. Giá trên được vận chuyển bằng đường hàng không. Khoảng chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Nhân viên sẽ gọi điện trước khi giao hàng. Đấy, khóa số anh chị em nhé. Mặc định là 3 số 0. Khóa này rất đẹp và rất nhạy anh chị em nhé. Đẹp hầu như chưa qua sử dụng. Một cái size rất là lớn. 3.900.000 đồng. Bác nào hữu duyên xem sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì trước mắt anh chị em là một cái bộ sang rượu của châu Âu. Đặc biệt là đây là một cái bộ anh em có thể làm quà tặng được nhé. Đấy, made in Czech Slovakia. Hàng còn nguyên hộp, hầu như chưa qua sử dụng, chưa qua trưng bày. Đây là một trong những cái bộ để anh em có thể trưng bày hoặc sang rượu để tiếp khách vào những dịp đặc biệt. Hàng đẹp không tì vết, hàng chế tác thủ công. Đấy, các bác có thể quan sát nhé. Hộp này thì các bác có thể làm quà tặng rất là tuyệt vời luôn. Gồm có một chai, nắp đậy rất kín khít anh chị em nhé. Lưu trữ rượu rất là kín khít. Một chai và 6 chiếc ly. Đẹp từng centimet. Tất cả là hàng hầu như chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Giá bộ này về tay là 3.200.000. 3.200.000 là giá về tay. Bao ship, bao vỡ, bao thất lạc. Anh chị em yêu thích thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này là pha lê của tiệp, pha lê chế tác thủ công và được mạ vẽ những cái vạch kẻ cách điệu vàng, đẹp từng centimet. Anh em có thể quan sát, gồm có 6 ly và một chai. Bây giờ mình để ra đây để anh em có cái nhìn toàn cảnh nhất. Và bác nào hữu duyên xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Có một bộ duy nhất. Cái này thì để đựng rượu tiếp khách thì vô cùng tuyệt vời luôn. 3.200.000 là giá về tay. Có một bộ duy nhất. Và
Và cái chiều cao này của nó thì các bác có thể quan sát chiều cao của chiếc chai là 30 cm, 30 cm, một bộ duy nhất hàng nguyên hộp. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của chú anh chị các bạn nhé. Bạn nào hữu duyên sẽ được sớm thì nhanh chóng chụp lại. 3.200.000 đồng là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chuyển sang cái hành lang bên đây thì rất là nhiều đồng hồ, túi ví, túi sách. Nhưng bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Tiệm này hôm nay nó mới về được một chiếc đồng hồ rất độc, rất lạ anh chị em nhé. Một trong những chiếc đồng hồ rất đẹp. Anh chị em nào yêu thích đồng hồ Thụy Sĩ thì đây là một trong những cái con rất sáng, rất đẹp. Đẹp không tí vết, hàng hầu như mới anh chị em nhé. Mới lên đến 97%. Đấy, một con đồng hồ được hoàn thiện rất là mịn màng. Con này thì cơ chế hoạt động của nó là automatic, hàng của Thụy Sĩ, mặt số học sinh cổ điển. Đây các bác có thể quan sát mặt sau của nó này, sáng như không tì vết anh chị em nhé, hầu như là chưa qua sử dụng. Một con đồng hồ cực kỳ chất dành cho quý ông, bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Mình cố gắng là quay cận cảnh, quay chi tiết hết sức có thể để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Đây, các bác có thể quan sát giá đang bày bán tại Nhật, nên em có thể quan sát là 74.800.000, 748.000 yên, hơn 100 triệu anh chị em nha, hơn 100 triệu. Mà nào yêu thích thì mình có thể báo giá về tận tay. Hiện tại đang bày bán tại Nhật khoảng hơn 100. Con này thì còn giữ được hộp anh chị em nhé, còn giữ được hộp và toàn bộ giấy tờ là không còn anh chị em nhé, toàn bộ giấy tờ là không còn. Tuy nhiên anh em mua thì cửa hàng người Nhật người ta vẫn viết giấy bảo hành cho cô chú anh chị các bạn. Cái kích thước của chiếc này thì bây giờ mình sẽ đo chi tiết. Mình ước chừng nó khoảng 40. Sau khi kéo thước bằng phương pháp thủ công thì con này là 40 chị em nhé. Size 40 dành cho nam. Một con đồng hồ rất mới, rất đẹp. Bây giờ mình check cái dạ quang này, em có thể có cái nhìn toàn cảnh nhé. Ủa, dạ quang con này thì quá sáng luôn, như những vì sao đêm. Đẹp từng centimet, bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Giá con này đang bày bán tại Nhật, nó rơi vào khoảng 130 triệu là khoảng tại Nhật. Bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Đây, mình vào tay đấy, anh em có cái nhìn toàn cảnh. Giá tại Nhật nó khoảng 130 triệu, bác nào yêu thích thì chụp lại, mình sẽ báo giá về tay một cách chi tiết nhất. Cộng tất cả các loại thuế phí, phí gửi, phí bảo hiểm, về đến tay mình sẽ tính lại để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc đồng hồ cơ chế hoạt động là automatic. Con này thì các bác có thể quan sát lộ đáy, lộ máy, nhìn rõ tim gan phổi phèo. Một chiếc đồng hồ Fubo của Nhật Bản anh chị em nhé. Hàng đã qua sử dụng trong tình trạng còn rất đẹp. Đấy, các bác có thể quan sát này. Lộ đáy, lộ máy, nhìn xuyên máy anh chị em nhé, nhìn thấy rõ máy chạy tích tắc tích tắc. Giá con này về tay cực kỳ sốc để anh chị em mua sắm nhé. Một trong những con đồng hồ rất đáng chơi. Giá về tay là 3.500.000, 3.500.000 là giá về tay. Có một chiếc duy nhất. Size con này thì ước chừng khoảng hơn 40 chút. Sau khi mình kéo thước thì con này lên đến 42 chị em nhé, 42. Đấy, vào tay thì anh em có nhìn toàn cảnh này. Một con đồng hồ cực kỳ chất. Cơ chế hoạt động là automatic. Có thêm cơ chế tích cót anh chị em nhé. Anh chị em có thể vặn cót tay. 3.500.000 là giá về tay nhé. Bác nào hữu duyên sang được sớm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Tất cả các clip thì mình cố gắng là phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam. Bác nào chưa bấm đăng ký thì hãy tranh thủ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú như bạn là lần đầu tiên mình gặp một siêu phẩm để anh em có thể trưng bày ở không gian phòng khách, phòng làm việc, phòng sưu tầm, đặc biệt là phòng làm việc anh chị em nhé, mà một ý nghĩa rất là tuyệt vời. Cá vượt vũ môn hoặc cá chép hóa rồng, một trong những con cá được chế tác bằng đồng anh chị em nhé. Con này thì Nhật nó nói là đúc bằng đồng và mạ vàng 18k anh chị em nhé, mạ vàng 18k. Một siêu phẩm rất đẹp, không tì vết anh chị em nhé. Đẹp như mới, không tì vết. Hoàn toàn có thể mua làm quà tặng, quà trưng bày rất là tuyệt vời luôn.
6 triệu là giá về tay, bao ship, bao thất lạc. Bạn nào yêu thích thì nhanh chóng chụp lại nhé. Chất liệu là bằng đồng, đúc đồng và mạ vàng 18. Chiều cao của chú cá này thì 18cm, 18cm. Cá chép hoa rồng hoặc cá vượt vũ môn, anh chị em có thể trưng bày các không gian phòng khách, phòng làm việc. 6 triệu là giá về tay nhé. Bạn nào yêu thích thì chụp lại. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú như bạn là mình vừa thanh toán được rất là nhiều túi, ví, túi sách dành cho nam. Ngay bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Trước mắt anh chị em là một chiếc túi sách kẹp nách hoặc sách tay dành cho nam. Cái này thì hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé, hàng đã qua sử dụng. Trong tình trạng còn rất đẹp, anh chị em có thể quan sát. Cái khóa này, bác quan sát cái khóa này, nguyên sáng loáng. Khóa số hiện tại đã đang để vị trí là 916 anh chị em nhé. 916 là vị trí khóa mở. Các bác có thể quan sát bên trong có một dây dấu rất là tinh tế. Đây là cái người ta độn để phồng túi thôi, để tránh nhăn túi. Bên trong có một ngăn kéo khóa. Độ hoàn thiện của Dunhill thì bao giờ cũng rất là tuyệt vời anh chị em nhé. Một trong những chiếc túi Dunhill rất là mạnh mẽ dành cho nam. Anh em có thể xách tay hoặc kẹp nách đựng tài liệu, giấy tờ nhỏ nhỏ như điện thoại, túi ví, kính mắt, chìa khóa. Rất dễ bề cho việc di chuyển. Đặc biệt chiếc này về tay rất tốt để anh em mua sắm. 3.900.000 đồng là giá về tay. 3.900.000 là giá về tay, hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé. Hàng đã qua sử dụng, còn trong tình trạng tương đối đẹp. Cái kích thước của nó thì tiêu chuẩn cho việc xách tay đa số nó khoảng 27-28. Nhân với lại 17-18, nó nằm trong khoảng đấy anh chị em nhé. 3.900.000 là giá về tay, bác nào yêu thích thì chụp lại nhé. Trong ngày hôm nay thì có rất là nhiều túi ví. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt anh chị em là một thiết kế của Dunhill. Cái này thì thiết kế của nó rất là trẻ trung. Màu của nó là màu nâu, nâu đậm anh chị em nhé, màu nâu đậm. Rất là trẻ trung và thời trang. Giá cái này về tay là cũng 3.900.000 đồng. 3.900.000 là giá về tay. Dunhill thì người ta thiết kế rất là tinh tế anh chị em nhé. Cái này thì phù hợp cho bác nào trẻ tuổi, nhìn rất là thanh lịch. Một cái dây cài cũng rất là tinh tế để các bác sở hữu một chiếc túi xách tay hoặc kẹp nách, đựng được rất là nhiều đồ đạc như điện thoại, túi ví, kính mắt, giấy tờ nho nhỏ. Đặc biệt là rất là thời trang anh chị em nhé, rất là thời trang. 3.900.000 bao ship. Đấy, các bác thể quan sát này. Dunhill thì đa số là người ta làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất. Một cái thiết kế rất là tinh tế của hãng. Để cái giấy kèm theo của chủ trước chắc người ta bỏ quên đi như cháu nhé. Hàng đã qua sử dụng. 3.900.000 là giá về tay nhé. Anh chị em yêu thích các mẫu nào thì cứ chụp lại nhé. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo để tránh nhầm lẫn trong các sản phẩm khác. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt này chị em vẫn là một cái thiết kế của Dunhill. Cái này thì khóa rời anh chị em nhé. Người ta làm cái khóa rất là chắc chắn và độ hoàn thiện của nó rất là cao. Dây giấu thì rất là tinh tế, một cái dây rút ra kéo vào để anh em có thể xách tay hoặc kẹp nách. Khóa thì rất là chắc chắn. Cái kích thước của nó thì cũng khoảng tương đồng nhau anh chị em nhé. Đa số kích thước của nó khoảng rất là tương đồng nhau, khoảng 23-24 x 17-18. Một cái này thì đen tuyền anh chị em nhé, màu đen tuyền. Bên trong có một ngăn kéo khóa và có khe cài bút. Cái này thì còn giữ được thẻ này và chìa khóa này. Thẻ và chìa khóa kèm theo anh chị em nhé. Hàng đã qua sử dụng. Cái này giá mới của nó là khoảng 18 triệu tại Nhật anh chị em nhé. Tuy nhiên đây là hàng đã qua sử dụng, giá cực kỳ tốt để anh chị em mua sắm. 4.500.000 là giá về tay anh chị em nhé. 4.500.000 là giá về tay. Chìa khóa, thẻ kèm theo. Anh chị em cố gắng là chụp lại nhé. Chụp lại ở vị trí này để tránh nhầm lẫn sang cái khác. Giá về tay là 4.500.000. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt anh chị em đây vẫn là một cái thiết kế y chang cái vừa nãy. Tuy nhiên thì cái này
đã qua sử dụng thì cái khóa này nó bị bay màu, nó chuyển sang màu vàng. Còn độ mới của nó thì cũng tương đồng nhau chị em nhé. Độ mới và thiết kế thì y chang nhau. Đấy, các bác có thể quan sát. Vẫn là một ngăn kéo khóa và chìa khóa kèm theo. Chìa khóa dạng càng cua kèm theo. Cái này về tay rất tốt để các bác mua sắm. 3,5 triệu. 3,5 triệu. 3,5 triệu là giá về tay. Bao ship, bao thất lạc. Kế tiếp và liên tục chương trình trước mắt anh chị em là một cái size nhỏ hơn một chút. Cái này trong tình trạng là chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Hàng như mới nên là cái da của nó này. Cái da để anh em kiểm tra, để anh em check. Tất cả cái này đều sản xuất, đều chế tác bằng da hết anh chị em nhé. Toàn da rất là đẹp. Cái này thì trong tình trạng hầu như chưa qua sử dụng. Và đây là một cái hiệu Baupun của Đức. Nguyên sổ thẻ nhá. Quá nhiều loại giấy tờ kèm theo. Hàng hầu như chưa qua sử dụng. Hàng của Đức anh chị em nhá. Đây là một trong những thương hiệu rất được ưa chuộng tại Đức. Các bác có thể quan sát chuyên sản xuất các mẫu túi ví dành cho nam nữ. Cả giày dép anh chị em nhá. Đấy, các bác có thể quan sát một con hàng hầu như chưa qua sử dụng. Giá chất này về tay rất tốt để chị em mua sắm, anh chị em mua sắm dành cho nam anh chị em nhé. Nam mình nghĩ nam nữ đều sử dụng được. Cái bên trong rất là nhiều ngăn. Giá chất này về tay là 3 triệu nhé. Bạn nào xem được sớm thì nhanh chóng chụp lại. 3 triệu là giá về tay. Bao ship, bao thất lạc. Khoảng chục ngày các bác sẽ nhận được hàng nhé. Kích thước của cái này thì nhỏ hơn những cái kia một chút. Dành cho nam nữ đều sử dụng được. Nên bây giờ mình đo để anh em có cái nhìn toàn cảnh nhé. Kích thước của chiếc này thì các bác có thể quan sát là lên đến 23,5. Và một chiều của nó là 13 cm. Nhỏ hơn những chiếc kia một chút. Cái này thì nó đa số là 26-27 nhân 17-18. Tất cả các sản phẩm là mình đã báo giá về tay rồi nhé. Nên bác nào yêu thích cái nào thì cố gắng là chụp. Chụp một cách dễ tìm kiếm nhất để tránh nhầm lẫn sang cái khác. Một chiếc túi dành cho nam nữ, giá về tay là 3 triệu, hàng chưa qua sử dụng. Có một chiếc duy nhất nhé, bác nào yêu thích, cái nào thì nhanh chóng chụp lại. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang này thì anh bác quan sát rất là nhiều nữ trang. Và mình vừa thanh toán được hai món đồ vô cùng tuyệt vời. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay nhé. Trước mắt anh chị em là hai chiếc nhẫn. Một cái của nữ và một cái của nam anh chị em nhé. Cái màu xanh lục bảo này là của nam. Và cái này là của nữ. Đẹp từng centimet, đẹp từng milimet. Bây giờ mình quay cận cảnh và báo giá về tay nhé. Giá về tay là 15 triệu một chiếc. 15 triệu một chiếc là giá về tay nhé. Cái này dành cho nam này. Đấy, các bạn có thể quan sát chất liệu của nó là bạch kim. Và một viên đá màu xanh lục bảo. Đá này đá quý nhé. Đá tự nhiên anh chị em nhé. Đá tự nhiên. Dành cho nam. Cái này dành cho nam. Một viên đá màu xanh lục. 15 triệu là giá về tay. Bạn nào yêu thích thì chụp lại nhé. Và gửi qua một trong hai số Zalo. Chất liệu của nó là đá tự nhiên. Và khuôn của nó là bạch kim. Bạch kim thì nó rất là trắng sáng. Và vô cùng cứng cáp. Cái lòng trong của chiếc nhẫn này là 18 cm anh chị em nhé. 18,5 cm dành cho nam. 18,5 mm. Xin lỗi cô chú anh chị bạn. 18,5 mm. Anh em đo cái nhẫn mình đang đeo nhé. Để về đo cái vừa ngay. 15 triệu là giá về tay. Kế tiếp liên tục chương trình trước mắt này chị em là một chiếc nhẫn dành cho bạn nữ. Một siêu phẩm. Một viên đá các bác có thể quan sát. Lúc thì màu da trời, lúc thì màu nước biển. Trở nên lung linh. Đẹp lung linh anh chị em nhé. Một viên đá chủ nằm giữa trung tâm và xung quanh là những viên đá nhỏ xíu li ti.
một chiếc nhẫn rất tuyệt vời để anh em có thể làm quà tặng. 15 triệu là giá về tay, bao ship, bao thất lạc. Khuôn này của nó vẫn là bạch kim anh chị em nhé. Khuôn bạch kim. Và bây giờ mình đo cái lòng trong để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Lòng trong của chiếc nhẫn này là 16 anh chị em nhé. 16mm này. Đa số là vừa với ngón tay nhẫn của đại đa số chị em. Chiếc này về tay là cũng 15 triệu nhé. Bạn nào yêu thích thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Bây giờ mình đo lại cái kích thước của viên đá để anh em dễ bề trong việc mua sắm nhé. Viên này của nó là gần 15mm và viên này của nó là 10mm. Bạn nào yêu thích chiếc nào thì cứ chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Một lần nữa thì Loa 2TV xin chân thành cảm ơn. Và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.